Rồi chào mấy anh em nha. Nói lên cho mấy anh em con máy cổ nha anh em. À, hết tên 041 nha anh em. À, còn mới nha. Con này phù hợp cho anh em đi khai thác nè, với anh em sưu tập. Anh em về để trưng đồ cũng được nè anh em. À, còn sau đây đi luôn nè. Còn tem đồ nha anh em. Đó. À, con này lam xích đồ bao viên nha anh em. Con này hồi nãy mình căng thử là nó 9 kg. Lam lử nhớt cái xăng luôn là 9 kg nha. Gạt ma này của đất nha. Đây, này công tắc nha anh em, bật lên cháy nè. Đó. Này nắp xăng, này nắp nhớt. Rồi. À, len anh em. Đó. Này mình báo giá luôn, lần này mình để là anh em 1.8 triệu nha. Anh em nào cần thì anh em liên hệ mình. Rồi giật cho anh em nghe thử luôn. Con này thì nó hơi nặng giật chút. Mình có một tay. À anh em. Anh em nào cần thì anh em liên hệ mình nha. Ít tên 041 của Đức. Rồi bỏ qua bên nha anh em. Tiếp theo nha. Rồi tiếp theo là con Ryobi, hàng của Nhật, hàng bãi Nhật luôn. À còn tem nè, nước sơn còn mới luôn. Đó. Còn series đồ nè anh em. Làm của nó luôn nè. Này còn tem luôn nè. Con này Ryobi 3.500 nha anh em. Này mình để là anh em 2.8 triệu. Đó. Này hàng bãi, để lên anh em 2.8 triệu. Rồi giật thử anh em nghe tiếng máy luôn. Tiếng máy thật thà luôn anh em ơi. Tiếng máy rất là êm nha. Rồi à. Em nào cần liên hệ mình nha, 2.8 triệu, 2.8 triệu bao ship luôn nha anh em. Con này 2.8 triệu bao ship. Rồi. À. Đó. Coi nhớt nó dài nè anh em. Rồi. Đây Ryobi 3.500. Nó tên 041. Con này là 2.8 triệu bao ship. Con này là 1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu cộng ship. Rồi, chào mấy anh em nha. Anh em nào cần hai anh em liên hệ.